Cuộc đời làm thuê làm mướn mưu sinh, chị chỉ mong cơm ăn đủ no, mặc cho đủ ấm và dần dần thoát khỏi cảnh nghèo khó. Niềm mơ ước bình dị ấy qua bao năm chưa thể đạt được, vậy mà chị còn phải đeo mang bệnh tật. Còn gì xót xa hơn khi mang trong mình phải căn bệnh suy thận giai đoạn cuối, quanh năm phải sống nhờ chiếc máy chạy thận trong bệnh viện. Trong khi chồng chị làm hồ bữa đói bữa no, đồng tiền kiếm được không đủ trang trải thuốc thang nên phải vay mượn khắp nơi. Nhiều năm chữa chạy đến sức cùng lực kiệt, trong khi con chị đang tuổi cấp sách đến trường, tiền đâu lo cho con tiếp tục đi học, tiền đâu để trả nợ. Nếu chị có bề gì, tương lai các con sẽ về đâu? Đó là hoàn cảnh đáng thương của chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung, 47 tuổi, ở ấp Sóc Đồn, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, mang trong mình căn bệnh suy thận suốt 7-8 năm qua. Bệnh tình gần đây của chị ngày càng chuyển nặng sang suy thận giai đoạn cuối, biến chứng qua tim, qua gan, tăng huyết áp triền miên. Mỗi tuần, chị phải đi chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu đến 3 lần mới có thể khỏe hơn chút ít. Chị Nhung chia sẻ, mỗi lần đi chạy thận ngao ngán vô cùng, vừa rất đau đớn, mệt mỏi, khó chịu, vừa tốn kém. Chi phí vật tư y tế từ 200.000 đến 300.000 đồng. Nếu lần nào thiếu máu phải vô một bịch máu, phải trả thêm đến 800.000. Nếu không đi thì lại càng khó chịu hơn, bởi bệnh tình hành hạ, sống không bằng chết. Từ ngày mắc bệnh đến nay, miếng ăn giấc ngủ nào được yên. Có đêm chị thao thức tới sáng với cơn đau nhức mà vẫn không thể chợp mắt được. Ánh mắt tuyệt vọng, chị Nhung bộc bạch. Bệnh tình của chị sống nay chết mai, nhưng điều mà chị lo nhất là khoản tiền vay mượn hơn 30 triệu đồng của hàng xóm để chạy chữa bệnh trong thời gian qua. Rồi tương lai đứa con trai đang học lớp 7 sẽ về đâu khi gia cảnh ngày thêm khốn khó. Chị cũng đây lất qua ngày nhờ xã chi vô thấy được cấp trên cho gạo gì hàng tháng ăn. Rồi lúc mà bệnh thì còn thiếu nợ, mượn tiền của người ta trị giờ chưa trả được. Nha, 30 triệu. Lúc bổ bệnh lên là không có bảo hiểm. Mình cứ nghĩ là bảo hiểm nghèo nó còn, nhưng mà nó khó rồi, không còn bảo hiểm. Đột sức không có tiền để đi vay để hỏi trị. Thì bà con người ta thương, người ta cho người ít đó. Nghĩa điều của chế là mong mỗi sao trước nhất là có tiền trả nợ cho hết. Khi là mình có đau ở đời mình cũng yên tâm. Cái thứ hai là cho con có nghề có nghiệp. Sau này nó sống, có là bước không theo như chế khổ. Chị Thạch Thị Thanh Ni, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hưng Hội cho biết, lúc chị Nhung chưa phát bệnh, do nhà không có đất canh tác nên chị làm việc cực lực với biết bao công việc làm thuê, từ giặt đồ, lau dọn nhà cửa, làm cỏ, đến cắt lúa, ai mướn gì làm nấy. Việc khó khăn mấy chị cũng nhận làm, chỉ mong sao có tiền để lo cho con cái được học hành. Căn nhà toàn toàn mà vợ chồng chị Nhung đang ở trước đây do nhà nước cấp đất theo quyết định 29 của chính phủ. Từ ngày chị đổ bệnh, đứa con gái lớn của chị đã nghỉ học đi làm thuê kiếm tiền cho mẹ chữa bệnh. Chồng chị là anh Thạch Lai, đi làm hồ, mỗi ngày kiếm được khoảng 200.000, trang trải tiền thuốc, sinh hoạt gia đình và lo đứa con trai của chị 14 tuổi, đang học lớp 7 ở trường trung học cơ sở Hưng Hội. Hiện nay, bệnh tình chị Nhung càng ngày càng nặng, càng thêm tốn kém. Nếu không nhờ tình thương của hàng xóm, dễ dầu gì chỉ cầm cự đến ngày hôm nay. Chị Nhung thì thuộc hộ cận nghèo, thì trong thời gian qua cái hộ của chị rất là gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Thì do chị bị bệnh thận cho nên nó chữa rất là nhiều, chữa trị rất là nhiều, rồi cũng gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống về cái kinh tế rất là eo hẹp, thì gia đình cũng gặp nhiều cũng khó khăn nên thì đại diện cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã thì cũng kêu gọi các mạnh thường quân và cái nhà hảo tâm, nhà nhân ái để giúp đỡ cho cô một phần nào để cho cô chữa trị bệnh trong thời gian tới. Được biết, cuộc sống hàng ngày và chi phí chi trả ngoài danh mục bảo hiểm y tế trị bệnh cho chị Nhung đều nhờ vào tiền làm hộ ít ỏi của chồng chị và sự san sẻ của hàng xóm láng giềng. Thực hiện phóng sự này, chúng tôi mong những tấm lòng nhân ái gần xa cùng chung tay giúp đỡ để chị Nhung có tiền chữa trị bệnh, vơi bớt phần nào nỗi đau bệnh tật.
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung, ấp Sóc Đồn, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi. Số điện thoại 0942 306 010.